Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Đam Móc của chị Hermes. Ở bài ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc một cái mẫu túi rất là xinh xắn như thế này ha. Thì trên tay mình đây chính là cái mẫu túi mình đã móc trong bài hướng dẫn này. Và việc đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu sơ qua cho mọi người về cấu tạo cũng như là về kích thước của mẫu túi này. Mẫu túi này sẽ có chiều ngang của túi là 26cm. Chiều cao của túi thì mình sẽ tính từ dòng móc đầu tiên của phần thân trên của túi lên tới miệng túi là 27cm. Ở mẫu túi này thì sẽ có đáy túi hình chữ nhật và mình dùng mũi đơn để móc để cho cái form túi nó được cứng cáp và đẹp hơn nha. Thân trước của túi thì mình sẽ có trang trí thêm hai cái nơ để tạo điểm nhấn cho phần thân trước của túi. Ở đây thân sau của túi thì sẽ giống thân trước nhưng mình không có trang trí nơ ở phần thân sau. Đây là quai túi nha. Vậy là mình đã giới thiệu sơ qua cho mọi người về kích thước cũng như là về cấu tạo của mẫu túi này. Mình hy vọng là với bài hướng dẫn này của mình, các bạn có thể móc được một cái mẫu túi cực kỳ xinh xắn và đáng yêu để đi chơi cũng như là đi shopping nha. Nếu như mọi người yêu thích bài hướng dẫn này thì mọi người nhớ ủng hộ mình bằng một lượt đăng ký kênh để mình có động lực quay tiếp những cái bài hướng dẫn rất là xinh xắn như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt tay vào móc cái mẫu túi này. Và để móc cái mẫu túi này thì các bạn sẽ cần chuẩn bị cho mình những dụng cụ như sau. Với bài hướng dẫn ngày hôm nay thì mình sẽ dùng sợi slimline cotton để móc. Ở đây một cuộn sợi như vậy nó sẽ nặng 150g, dài 160m. Mình sẽ kết hợp 4 màu sắc này lại với nhau để chúng ta móc cái mẫu túi này. Kim móc mình dùng là kim móc 2.5mm. Ngoài ra các bạn cần chuẩn bị thêm cho mình các dụng cụ như là kéo cắt len, kim khâu len và ghim đánh dấu để chúng ta cùng nhau móc cái mẫu túi này nha. Để bắt đầu mình sẽ tạo một nút thắt đầu tiên trên kim móc. Tiếp theo mình sẽ khởi tạo dãy bính đầu tiên cho cái phần đáy túi. Và dãy bính mình khởi tạo sẽ là 11 mũi bính. Sau khi mà mình móc được 11 mũi bính thì mình sẽ quay ngược lại móc vào mũi bính số 2 tính từ kim móc 1, 2. Mũi bính số 2 này chính là mũi bính số 10 trên cái dãy 11 mũi bính mà chúng ta khởi tạo ban đầu. Bây giờ mình sẽ móc vào cái mũi bính này, quay ngược đằng sau của mũi bính thứ 2 tính từ kim móc và móc vào sợi len chân móc phía đằng sau của mũi bính này một mũi đơn. Sau đó thì chúng ta chỉ còn 9 cái mũi bính còn lại. Ở đây mình sẽ lần lượt móc mỗi mũi bính là một mũi đơn cho đến hết cái dãy bính này. Sau khi mà mình móc xong dòng móc đầu tiên thì mình sẽ tiếp tục móc tiếp dòng móc số 2. Để móc dòng móc số 2, đầu tiên các bạn sẽ lên cho mình một mũi bính và quay ngược dòng móc lại. Ở dòng móc này các bạn sẽ lần lượt móc cho mình mỗi chân móc là một mũi đơn. Ở đây chúng ta sẽ có tổng cộng là 10 chân móc, mình sẽ móc 10 mũi đơn và 10 chân móc này. Ở chân móc đầu tiên cũng chính là chân móc cuối cùng của dòng móc số 1 nha. Mình sẽ móc một mũi đơn vào chân móc này. Kế tiếp mình sẽ lần lượt móc vào 9 chân móc còn lại, mỗi chân móc là một mũi đơn. Ở đáy túi, ngay sau khi mà mình móc xong dòng móc số 2 thì từ dòng móc số 3 trở đi cho tới dòng móc số 37 mình sẽ móc hoàn toàn giống như dòng móc số 2, mỗi dòng móc chúng ta sẽ có 10 chân móc. Và đây là sau khi mình móc xong dòng móc số 37 thì mình sẽ có một cái phần đáy túi hình chữ nhật như thế này. Tiếp theo mình sẽ đi viền phía đáy túi, phía ngoài của cái hình chữ nhật ở phần đáy túi này á, một cái vòng mũi đơn phía bên ngoài nha. Và cách viền vòng mũi đơn này sẽ là như sau. Thì đây là chân móc cuối cùng trên dòng móc số 37 của đáy túi. Các bạn sẽ bắt đầu viền và để viền các bạn sẽ lên cho mình một mũi bính. Ngay tại cái chân móc đầu tiên, mình sẽ móc vào chân móc này là một mũi đơn. Sau đó thì các bạn sẽ dùng ghim và đánh dấu mũi đơn này lại cho mình. Thì đây chính là cái góc đầu tiên của cái phần đáy túi nha. Một cái đáy túi như vậy nó sẽ có 4 góc nha. Mình cái ghim đánh dấu đầu tiên ở đây nè sẽ là đánh dấu cái góc đầu tiên của đáy túi này. Tiếp theo thì mình sẽ lần lượt móc mỗi chân móc là một mũi đơn cho tới cái chân móc số 10. Thì
Thì đây là chân móc đầu tiên, là chân móc mình vừa đánh dấu xong đúng không? Mình sẽ móc chân móc số 2, chân móc số 3, chân móc số 4, chân móc số 5, 6, 7, 8, 9. Và ở cái chân móc thứ 10, các bạn sẽ móc cho mình như sau. Đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn, sau đó các bạn sẽ lên một mũi bính và tiếp tục móc tiếp vào chân móc này thêm một mũi đơn nữa, thì chúng ta đã có được một cái góc số 2. Các bạn sẽ dùng ghim và đánh dấu mũi bính ở giữa lại cho mình. Thì đây chúng ta đã đánh dấu được cái góc số 2 của cái đáy túi hình chữ nhật này. Tiếp theo thì các bạn sẽ quay ngang cái hình chữ nhật này lại. Thì đây chúng ta sẽ có cái cạnh ngang ở đây nè. Ở đây chúng ta sẽ viền cái cạnh ngang này như sau. Các bạn sẽ thấy ở trong cái đáy túi này có những cái dòng móc mũi đơn, và mỗi dòng như vậy nó sẽ giao nhau tại một cái điểm ở giữa. Thì ngay tại cái điểm ở giữa của hai dòng mũi đơn, các bạn sẽ móc vào đó cho mình là một cái mũi đơn. Các bạn sẽ viền vào đó một mũi đơn nha. Ở đây mình sẽ có 37 hàng ở đáy túi, thì các bạn sẽ viền được 36 mũi đơn tất cả. Thì đây là cái mũi đơn đầu tiên mà mình viền ở cái cạnh ngang đầu tiên của cái đáy túi nè. Mình sẽ viền được 36 mũi đơn. Thì đây là mũi đơn đầu tiên. Tiếp tục mình sẽ viền mũi đơn số 2. Lưu ý cái mũi đơn này nó sẽ móc ở vị trí giao giữa hai dòng mũi đơn của 36, 37 dòng mũi đơn ở đáy túi các bạn vừa móc xong lúc nãy nha. Sau khi mà mình viền được 36 mũi đơn ở cái cạnh ngang đầu tiên của đáy túi thì mình sẽ sang cái cạnh hông còn lại. Ở cạnh hông này mình sẽ có tổng cộng là 10 mũi, 10 chân móc tất cả. Thì ngay tại chân móc đầu tiên, các bạn sẽ móc vào chân móc này cho mình là một mũi đơn. Sau đó lên một mũi bính và móc tiếp vào chân móc này thêm một mũi đơn nữa. Thì chúng ta đã có được cái góc số 3 của đáy túi. Ở đây các bạn sẽ dùng ghim và đánh dấu cái mũi bính ở giữa lại cho mình nha. Tiếp theo, ở 8 chân móc tiếp theo, các bạn sẽ lần lượt móc cho mình mỗi chân móc là một mũi đơn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Và còn chân móc cuối cùng thì nó chính là góc thứ tư của đáy túi. Và cách móc sẽ giống như cách móc ở những cái góc trước đó mình hướng dẫn nha. Mình sẽ móc vào cái chân móc này là một mũi đơn, lên một mũi bính và tiếp tục móc tiếp vào chân móc này một mũi đơn. Mình sẽ dùng ghim và đánh dấu cái mũi bính ở giữa của góc thứ tư này lại nha. Sau đó thì mình sẽ sang cái cạnh ngang cuối cùng của đáy túi. Ngay tại cạnh ngang này thì các bạn sẽ viền được 36 mũi tương ứng với 36 mũi ở cái cạnh ngang trước đó mà chúng ta đã viền. Lưu ý, trong quá trình mình viền này thì mình sẽ kẹp theo cái đoạn len thừa khi chúng ta khởi tạo cái dãy bính trước đó để giấu luôn cái đoạn len thừa này đi nha. Sau khi mà mình móc được 36 cái mũi đơn ở trên cái cạnh ngang cuối cùng của đáy túi thì mình đã gặp lại được cái góc đầu tiên. Ngay tại góc này mình đã có được một cái mũi đơn rồi, nhưng mà ở góc thì chúng ta sẽ có một cái cụm họa tiết là một đơn, một bính và một đơn. Thì bây giờ mình sẽ bổ sung tiếp cho cái góc này thêm một cái mũi đơn nữa nha. Đây, mình sẽ móc tiếp vào cái góc này là cái góc đầu tiên của cái đáy túi này, móc một mũi đơn. Sau đó các bạn lên một mũi bính
Và ở đây các bạn sẽ tháo ghim đánh dấu ra, trượt một mũi trượt vào vị trí mà các bạn vừa tháo ghim đánh dấu để chúng ta kết thúc cái phần viền mũi đơn ở đáy túi nha. Vậy là các bạn đã hoàn thành xong phần viền mũi đơn ở đáy túi và sẽ có kích thước của đáy túi là 7 x 24 cm, và tổng số chân móc trên cái phần viền này là 100 chân móc, tính luôn cả 4 cái mũi bính mà mình đánh dấu để làm cái góc túi nha. Tiếp theo, khi móc xong đáy túi rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang móc phần thân trên của túi nha mọi người. Để móc dòng móc đầu tiên của phần thân trên của túi, các bạn sẽ tiếp tục móc vào cái chân móc mà các bạn vừa trượt mũi để kết thúc cái phần đáy túi. Chúng ta sẽ móc tiếp luôn mà không cần cắt len. Đầu tiên các bạn sẽ lên cho mình 3 mũi bính, và trong 3 mũi bính này mình sẽ tính nó là mũi kép đơn đầu tiên. Các bạn có thể dùng ghim để đánh dấu mũi bính số 3 lại cho mình, tại vì mũi bính này chính là đầu của cái mũi kép đơn này nha. Tiếp theo, ở chân móc số 2, các bạn sẽ móc vào chân móc này cho mình một mũi kép đơn. Vậy là chúng ta đã có được 2 mũi kép đơn đầu tiên trên dòng móc đầu tiên của phần thân trên của túi nha. Tiếp theo các bạn sẽ lên 2 mũi bính, bỏ qua cho mình 2 chân móc 1, 2, móc vào chân móc 2 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc là 1 mũi kép đơn. Sau đó các bạn sẽ lên 2 mũi bính, bỏ qua 2 chân móc 1, 2, móc vào 2 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc là 1 mũi kép đơn. Thì khi mình móc được 3 cái cặp họa tiết này và có được 2 cái ô móc ở cái phần hông túi, chúng ta sẽ gặp được cái góc cái ghim đánh dấu đầu tiên nha. Ghim đánh dấu đầu tiên trên cái dòng móc này. Thì ở cái ghim đánh dấu này các bạn sẽ bỏ qua cái ghim đánh dấu này cho mình, bỏ qua cái chân móc này. Thì chân móc này chính là cái mũi bính ở giữa của cái cùng họa tiết một đơn, một bính, một đơn ở cái phần góc túi á. Mình sẽ bỏ qua cái mũi bính ở giữa này và móc vào chân móc kế tiếp một mũi kép đơn. Và trước khi móc vào chân móc này, các bạn sẽ lên cho mình 2 mũi bính, bỏ qua cái chân móc mà các bạn ghim đánh dấu, móc vào 2 chân móc kế tiếp, mỗi chân móc là 1 mũi kép đơn. Sau đó lên 2 mũi bính, bỏ qua 2 chân móc 1, 2, móc vào 2 chân móc kế tiếp, mỗi chân móc là 1 mũi kép đơn. Và tiếp tục thực hiện thao tác này cho đến khi các bạn gặp ghim đánh dấu tiếp theo nha. Sau khi mà các bạn gặp ghim đánh dấu số 2 trên dòng móc đầu tiên của phần thân trên của túi, thì đây là ghim đánh dấu đầu tiên nha mọi người. Ghim đánh dấu ngay cái màu xanh lá này là ghim đầu tiên. Cái ghim này là ghim số 2. Thì khi mà các bạn gặp ghim số 2 thì các bạn sẽ thực hiện cái thao tác giống như khi các bạn gặp ghim đánh dấu đầu tiên. Các bạn sẽ liên cho mình 2 mũi bính, sau đó các bạn sẽ bỏ qua cái chân móc mà các bạn đánh dấu là cái mũi bính ở cái góc ngay chỗ cái viền mũi đơn xung quanh cái phần đáy túi á. Cái mũi bính đó mình sẽ bỏ qua và móc vào 2 chân móc kế tiếp, mỗi chân móc là 1 mũi kép đơn. Tiếp theo đó các bạn sẽ lên 2 mũi bính, bỏ qua 2 chân móc, móc 2 mũi kép đơn vào 2 chân móc kế tiếp ở những cái vị trí mà không phải là vị trí ở góc túi, thì các bạn sẽ móc họa tiết cứ 2 mũi kép đơn thì sẽ bỏ qua 2 chân móc và móc 2 cái mũi bính phía bên trên. Cứ tầng cùng họa tiết nó sẽ cách nhau như vậy cho đến khi các bạn gặp cái ghim đánh dấu á, thì các bạn sẽ thực hiện cùng họa tiết ở góc cho mình nha. Thì ở đây sau khi mà mình thực hiện từng cái cùng họa tiết ở mặt hông túi thì mình đã tới cái ghim đánh dấu số 3 rồi mọi người. Ở ghim đánh dấu số 3 thì mình cũng sẽ thực hiện giống như vị trí ghim đánh dấu số 1 và 2,
mình sẽ lên 2 mũi bính. Bỏ qua chân móc ở ghim đánh dấu và móc vào 2 chân móc kế tiếp. Mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Sau đó tiếp tục thực hiện từng cái cụm họa tiết như ở những cái cạnh hình chữ nhật trước đó nha, cạnh ở phía bên mặt hông túi cũng như là cạnh ở mặt thân trước của túi nè. Thì mình sẽ thực hiện từng cái cụm họa tiết giống nhau ở những cái cạnh này nha. Ở dòng móc đầu tiên của phần thân trên của túi, ngay sau khi mà mình móc tới còn một cái chân móc cuối cùng, cũng chính là cái chân móc mà mình đánh dấu ở cái mũi bính ở góc cuối cùng này, thì ở đây các bạn sẽ lên cho mình 2 mũi bính và bỏ qua cái chân móc mà mình đánh dấu ở đây, trượt một mũi trượt vào mũi bính số 3 của 3 mũi bính đầu tiên trên dòng móc này để chúng ta kết thúc dòng móc nha. 1, 2, 3, mình sẽ đâm kim vào mũi bính số 3 và trượt một mũi trượt để kết thúc dòng móc này. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục móc tiếp dòng móc thứ 2, và để móc dòng móc số 2 thì các bạn sẽ lên cho mình một mũi bính ngay tại chân móc đầu tiên, cũng chính là chân móc mà các bạn vừa móc mũi trượt. Các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn. Chân móc số 2, móc một mũi đơn. Chân móc số 3 và số 4 thì nó sẽ nằm ở hai cái mũi bính kết nối giữa hai cụm họa tiết này. Các bạn sẽ móc lần lượt vào hai cái mũi bính này cho mình, mỗi mũi bính là một mũi đơn nha. Mình sẽ móc 2 mũi đơn vào hai mũi bính. Thì các bạn có thể thấy là hai mũi bính kết nối giữa từng cụm họa tiết thì chúng ta cứ coi nó như là một chân móc bình thường, để chúng ta lần lượt móc mỗi chân móc là một mũi đơn cho đến hết dòng móc số 2 nha. Ở cuối dòng móc số 2, ngay sau khi mà mình móc tới cái mũi đơn cuối cùng trên dòng móc này, thì mình sẽ trượt một mũi trượt vào đầu cái mũi đơn đầu tiên trên dòng móc này để chúng ta kết thúc dòng móc. Thì ở dòng móc số 2 này mình sẽ có tổng cộng là 104 chân móc tất cả. Tiếp theo mình sẽ lên dòng móc thứ 3. Để móc dòng móc số 3, các bạn sẽ lên cho mình 3 mũi bính. Và quy ước 3 mũi bính này nó chính là mũi kép đơn đầu tiên. Các bạn sẽ móc vào chân móc tiếp theo, chân móc số 2, một mũi kép đơn. Sau đó lên 2 mũi bính. Bỏ qua 2 chân móc. 1, 2. Móc vào 2 chân móc kế tiếp, mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Sau đó các bạn sẽ tiếp tục lên 2 mũi bính và thực hiện thao tác như lúc nãy mình hướng dẫn xong. Chúng ta sẽ bỏ qua chân móc 2 chân móc tiếp theo, chân móc số 1 và số 2, móc vào chân móc thứ 3 và thứ 4, mỗi chân móc là một mũi kép đơn, và tiếp tục thực hiện thao tác này cho đến hết dòng móc số 3. Ở dòng móc số 3, ngay sau khi mà các bạn móc tới 2 mũi kép đơn cuối cùng trên dòng móc này thì chúng ta chỉ còn 2 chân móc nữa là chúng ta gặp lại 2 mũi kép đơn đầu tiên trên dòng móc. Ở đây các bạn sẽ móc lên cho mình như sau. Các bạn sẽ lên 2 mũi bính. Sau đó các bạn sẽ bỏ qua 2 chân móc cuối cùng này và trượt một mũi trượt vào mũi bính số 3 của 3 mũi bính đầu tiên trên dòng móc này để chúng ta kết thúc dòng móc số 3. Vậy là mình đã hoàn thành xong dòng móc số 3 rồi đó nha mọi người. Sau khi mà mình móc xong dòng móc số 3 thì dòng móc thứ 4 trở đi cho tới dòng móc số 8, các bạn sẽ lặp lại cho mình dòng móc số 2 và số 3. Thì đây là sau khi mình móc xong dòng móc số 8, thì dòng móc số 8 chính là một dòng mũi đơn như thế này nha. Và đây là chân móc cuối cùng trên dòng móc số 8. Khi mình móc mũi trượt để kết thúc dòng móc này thì mình sẽ cắt sợi đi để đổi màu sợi nha. Sau khi cắt sợi đi thì các bạn có thể chọn là giấu len luôn, hoặc là sau đó các bạn giấu sau cũng được. Ở đây mình sẽ chọn giấu len luôn nha. Các bạn sẽ đâm kim vào cái mũi trượt các bạn vừa kết thúc hàng để đưa sợi vào mặt trong của túi. Tiếp theo các bạn sẽ giấu cái sợi này vào dòng mũi đơn cuối cùng
tức là dòng móc số 8 mà các bạn vừa móc xong. Sau khi mà mình cắt sợi và giấu sợi đi thì mình đã hoàn thành xong 8 dòng móc đầu tiên. Và ở đây cứ 8 dòng thì mình sẽ đổi màu một lần nha. Bây giờ thì mình sẽ móc dòng số 9. Và ở dòng lẻ thì các bạn sẽ móc giống nhau, dòng chẵn thì chúng ta sẽ móc họa tiết giống nhau. Thì khi bây giờ thì mình sẽ móc dòng móc số 9 thì mình sẽ móc giống như là dòng lẻ ở cái phần thân dưới, tức là dòng số 3 nè. Đây, dòng số 3. Dòng số 9 là dòng lẻ thì chúng ta sẽ móc giống dòng số 3. Dòng số 10, dòng chẵn thì chúng ta sẽ móc giống dòng móc số 2. Đó, cách móc hoàn toàn giống nhau. Chỉ có khác một xíu là cứ 8 dòng chúng ta sẽ đổi màu sợi một lần. Và cách đổi sẽ là như sau. Ở đây các bạn sẽ đưa sợi vào cái chân móc mà các bạn vừa kết thúc dòng móc số 8 trước đó. Các bạn sẽ kẹp sợi như thế này cho mình, đâm kim xuyên qua cái chân móc mà các bạn trượt mũi để kết thúc dòng móc. Sau đó các bạn sẽ lấy sợi và kéo qua chân móc này. Lưu ý chừa cho mình một cái đoạn sợi dài một xíu để lát sau chúng ta giấu sợi nha. Sau đó các bạn sẽ lên 3 mũi bính và thực hiện cái thao tác móc ở dòng móc này giống như là cái dòng lẻ ở dòng phần thân dưới, tức là dòng cách móc của dòng móc số 3 nha. Và dòng số 10 thì sẽ giống dòng số 2, dòng chẵn thì móc giống dòng chẵn, dòng lẻ thì sẽ móc giống dòng lẻ nha. Lưu ý cho mình là cứ 8 dòng thì chúng ta sẽ đổi màu một lần nha. Với mẫu túi này khi mình đổi màu sang lần thứ tư thì ở cái lần đổi màu thứ tư khi mình móc xong dòng móc số 6 của cái lần đổi màu này thì mình thấy chiều cao đã phù hợp rồi, đến đây thì mình không có móc thêm nữa. Còn nếu như bạn nào muốn cái màu thứ tư nó bằng với số dòng móc ở những cái màu dưới đó thì các bạn sẽ tiếp tục móc tiếp cho mình ở cái màu thứ tư này đủ 8 dòng mới các bạn dừng lại nha. Và khi các bạn dừng lại thì các bạn cũng sẽ giấu sợi như khi các bạn móc xong dòng móc số 8 của cái phần thân trên của túi nha. Và đây là sau khi mình móc xong đạt được chiều cao của túi rồi thì mình sẽ chuyển sang móc quai túi. Ở đây mình đã móc sẵn một cái quai túi rồi nha mọi người. Quai túi mình móc sẽ có tổng cộng 45 dòng móc và cách móc sẽ là như sau. Ở đây các bạn sẽ giống cho mình cụm họa tiết ở góc túi. Thì chúng ta sẽ có một cụm họa tiết này là bên cạnh hông và một cụm họa tiết này là ở cái phần thân trước của túi. Các bạn sẽ giống ngay cụm họa tiết ở góc đầu tiên của phần thân trên của túi. Các bạn sẽ giống lên phía đằng trên này cho mình xem thử cái mũi kép cụm họa tiết đó nó sẽ nằm ở đâu. Thì ngay tại cụm họa tiết này các bạn sẽ dời vô phía bên tay trái một cụm họa tiết, tức là hai mũi kép tiếp theo mà các bạn thấy ở phía bên tay trái của mình thì các bạn sẽ bắt đầu móc quai túi ngay tại vị trí này. Các bạn sẽ đưa và giống lên xem thử cái mũi kép này nó sẽ có chân móc ngay tại điểm nào thì các bạn sẽ đưa sợi vào điểm đó nha. Đây, đây là cái mũi kép của mình nè. Mình giống lên thì cái mũi đơn này chính là cái mũi đơn của đầu của mũi kép này, thì mình sẽ đưa kim vào cái chân móc này và đưa sợi vào chân móc này để chúng ta móc khoai túi nha. Khoai túi thì mình sẽ lấy hai cụm họa tiết, hai mũi kép này và một cái ô móc ở giữa để chúng ta làm khoai túi. Thì cách móc sẽ là như sau. Khi các bạn đưa sợi vào rồi, các bạn sẽ lên cho mình 3 mũi bính. Móc vào chân móc kế tiếp một mũi kép đơn. Sau đó các bạn sẽ lên 2 mũi bính, bỏ qua 2 chân móc, 1, 2, móc vào 2 chân móc kế tiếp, mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Vậy là mình đã được một cái cụm như thế này nè, 2 kép đơn nè, 2 bính, bỏ qua 2 chân móc phía dưới và móc 2 mũi kép đơn, một cụm họa tiết như vậy nha. Đây là dòng móc đầu tiên của quai túi. Mình sẽ lên một mũi bính và quay ngược dòng móc lại. Thì khi các bạn quay ngược dòng móc lại, các bạn sẽ móc toàn bộ cho mình 6 chân móc ở dòng móc này. Mỗi chân móc là một mũi đơn. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 chân móc tất cả. Mình sẽ móc lần lượt mỗi chân móc là một mũi đơn nha. Ở đây các bạn sẽ móc vào
cái mũi bính luôn. Các bạn sẽ móc xuống phía bên dưới luôn. Sau đó thì các bạn sẽ móc tiếp hai mũi đơn vào hai chân móc cuối cùng, và lưu ý cho mình chân móc cuối cùng nó sẽ nằm ở mũi bính số 3 của ba mũi bính đầu tiên trên vòng móc đầu tiên nha. Và khi các bạn móc xong vòng móc số 2 rồi, các bạn sẽ lên ba mũi bính và quay ngược vòng móc lại. Ở đây khi các bạn quay ngược vòng móc lại thì các bạn sẽ móc giống như vòng móc số 1. Ngay tại chân móc số 1 thì chính là ba cái mũi bính mà các bạn lên, thì các bạn sẽ tính nó là mũi kép đơn đầu tiên. Các bạn sẽ móc vào chân móc số 2 một mũi kép đơn. Sau đó lên hai mũi bính và bỏ qua hai chân móc 1 2, móc vào chân móc số 3 và số 4, mỗi chân móc là một mũi kép đơn, thì chúng ta đã hoàn thành xong vòng móc số 3 của quai túi. Tiếp theo thì các bạn sẽ lặp lại cho mình vòng móc số 2 và số 3 cho đến khi các bạn móc xong vòng móc số 45 của quai túi nha. Ở quai túi, sau khi mà mình móc được 45 vòng móc thì mình sẽ cắt sợi, lưu ý là sẽ cắt một cái đoạn sợi dài một xíu để chúng ta tiến hành khâu quai túi vào cái phần miệng túi còn lại nha. Thì ở đây mình đã móc xong vòng móc số 45 rồi, bây giờ mình dùng kim khâu len để khâu quai túi vào. Trước khi khâu thì các bạn sẽ điều chỉnh quai túi để quai túi không có bị xoắn. Bước thứ hai thì các bạn sẽ xác định vị trí các bạn khâu quai túi. Thì như mình đã hướng dẫn cho mọi người á, từ họa tiết ở góc túi ở phần thân trước của túi, các bạn sẽ dời vào cho mình một cụm họa tiết và gióng lên để chúng ta khâu cho chính xác ở cái vị trí. Thì sau khi mà mình xác định được vị trí khâu quai túi rồi, điều chỉnh quai túi cho quai túi không có bị xoắn, thì mình sẽ bắt đầu khâu nha. Sau khi mà mình khâu xong quai túi rồi thì mình sẽ tiến hành giấu sợi. Thì đây là cái đoạn sợi mà mình chuẩn bị chuyển màu thì nó còn dư ra mọi người. Ở cái đoạn sợi này các bạn sẽ dùng kim khâu len và đưa đoạn sợi này lên trên, khâu xen kẽ để đưa nó lên trên dòng mũi đơn đầu tiên của cái màu sợi đó luôn. Và mình sẽ giấu cái đoạn sợi thừa này vào dòng mũi đơn của cái màu sợi đó trên cái phần thân túi. Lưu ý là các bạn sẽ giấu màu nào thì các bạn sẽ giấu vào dòng móc của màu đó luôn, để khi chúng ta sử dụng cái mẫu túi này á, nó sẽ không có bị lộ màu len nha. Nếu như các bạn giấu màu trắng mà giấu vào cái đoạn sợi màu tím á, thì khi mà túi nó giãn ra một xíu á, thì các bạn sẽ bị lộ ngay cái màu trắng ra. Nên là lưu ý là khi chúng ta giấu sợi nào thì giấu vào cái màu đó luôn, để cho nó không có bị lộ nha. Sau khi mình giấu sợi xong rồi thì mẫu túi này cũng đã hoàn thiện rồi nha mọi người. Vậy là bài hướng dẫn của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài hướng dẫn này của mình. Mọi người nếu xem bài hướng dẫn này yêu thích bài hướng dẫn thì nhớ nhấn thích video, để lại luận, bấm đăng ký kênh, kích hoạt phần chuông để nhận được thông báo khi mình ra bài hướng dẫn mới nha. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ kênh của mình và hẹn gặp lại mọi người trong bài hướng dẫn lần sau. Bye bye.